Rồi, lời đầu tiên là cho Vương xin phép chào cả nhà nha. <laughs> chào cả nhà đã đến với video tiếp theo của Phương. Ờ, cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã mua mail mua và đăng ký kênh ủng hộ Phương. Ờ, Phương nhận um, giao hàng toàn quốc luôn nha cả nhà nha. Phương nhận giao hàng toàn quốc. Ai đặt hàng xin liên hệ tới số 0374740446 hoặc là cái số đó kết bạn Zalo với Phương nha. Ờ, Phương nhận giao hàng toàn quốc luôn nha cả nhà nha. Ờ, rồi Phương vô vấn đề chính luôn người ta. Hôm nay Phương bán mail nè cả nhà nha. Ờ, Phương bán mèo nấm rôm, mèo nấm rôm bữa nay là à, Phương là, à, tăng kích thước lên nha cả nhà tăng kích thước tăng trọng lượng nhưng giá vẫn không đổi nha cả nhà nha à, bịch nhỏ là tầm à, 3 lạng rưỡi đến 4 lạng nha cả nhà còn bịch lớn là tầm à, 7 đến 8 lạng nha đó Phương tăng kích thước tăng, tăng trọng lượng nhưng giá vẫn không đổi nha cả nhà à, bịch nhỏ là à, tầm à, 3,5 lạng hoặc tới 4 lạng Còn bịch nhỏ là Bịch lớn là tầm à, à, 7 đến 8 lạng nha cả nhà nha Đó nếu cả nhà mà đặt đặt 10 bịch nhỏ không có phương mà còn bịch nhỏ thì phương sẽ gọi gửi 10 bịch còn không thì phương gửi phương sẽ gửi như năm bịch lớn nha đó, giá rất là ok rồi cả nhà nha đó, cho cả nhà làm thoải mái luôn đó. rồi đây mèo nấm rơm nha cả nhà mèo rơm đặc chuẩn nha cả nhà nha Đấy, mèo rơm đặc chuẩn rồi để cho dinh dưỡng cho nấm này cho dinh dưỡng cho nấm nguyên liệu nguyên liệu israel nha cả nhà nha rồi phương đảm bảo với cả nhà một trăm là không độc hại nha đó, công công dụng của nấm này quên công công dụng của dinh dưỡng là chống dột nấm kích thích nấm mọc rộ hơn tăng tỷ lệ nấm lớn tăng năng suất đến 20 đến 30 phần trăm nha Đó, cái chai này chưa ra dinh dưỡng cho người rồi cả nhà uhm, bơm vô là nó sẽ tăng uhm, dinh dưỡng lên cho nấm này chấm chống, chống dột nấm cả nhà nó chấm cho uh, làm nấm uh, sẽ nhanh lớn hơn nha cả nhà nha đó liều lượng và cách sử dụng pha 25 cc cho một bình 8 lít nước xịt lúc sắp mô mùa nấm một uh, 7 ngày sau khi vô meo nha xịt lên nấm trứng cá sau khi thu hoạch được một xịt uh, tưới nấm được hai nha cả nhà lưu ý là xịt lên nấm trứng cá là cái bước này là cả nhà phun dung phun xương qua phun nhẹ qua thôi nha đừng có phun 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 mạnh quá nha phun nặng tay quá là coi như là nấm nó chết hết cả nhà đó chai dinh dưỡng cho nấm rơm nha đó chai rất lợi hại nha cả nhà nha. cung cấp dinh dưỡng cho nấm rồi tới cái nhiệt kế đó mô đây cả nhiệt kế đó mô cái nhiệt kế này đo mô này cả nhà đo cái đóng đo nhiệt độ của đóng ủ này nó đó, cái đóng ủ mà bảy trên 75 độ lúc đó là nó mới chết được nắm dài nha nó rút quá trời rơ 59 nắm chú cả nhà đem vô uh, trong đóng ủ cả nhà um, cả nhà đem vô trong cái mèo thì nó mới đủ nhiệt độ được đó còn lúc mà cả nhà đem đi trong uh, cái mèo á à, lúc cả nhà cái mèo thì uh, um, cả nhà thì dùng cái cây này đo nhiệt độ nó uh, ủ tơ, nhiệt độ lúc ủ tơ là 35 độ trở lên 42 độ độ, độ trở lại nha đó, cái nhiệt kế đau mô kiểm soát được cái nhiệt ở trong mô để tăng hạ kịp thời cho nấm nó phát triển theo từng giai đoạn nha ở không có cái cây này là um, um, cái mô lạnh đó, thì nấm nó mới sẽ bị teo bị vàng bị chết còn nó nóng quá nữa cũng sẽ bị chết rồi nha đó có cây này kiểm nha kiểm soát được cái nhiệt trong mô đó rồi phương cũng nói luôn là đây cái nhiệt kế này là phương sẽ bỏ trong cái ống tre này nha đó cái nhiệt kế này là phương sẽ bỏ trong cái ống tre này đó, à, Phương mà bỏ trong cái ống tre này nè Có nhiều khách là uh, Phương bỏ vô cái ống tre Phương bỏ trong cái thùng đó Cứ tưởng là Phương bỏ vô chơi vui ra rồi Cứ thay cái ống tre này lấy dục đi rồi xong gọi cho Phương nói Ủa sao Phương anh đặt Chị đặt cái cái nhiệt kế mà họ không gửi cái nhiệt kế rồi Phương nói rồi lo mới tá họ đi kiếm cái ống tre này nha cả nhà nha đó Tại cái ống này cây này cây thủy tinh nữa cả nhà Bỏ trong ống tre này cho nó hồi gãy nha cả nhà nha Rồi đây là cái nhiệt kế đo mô nha cả nhà Đấy rồi tới đây là giấy quy tím nha <laughs> giấy quy tím đo độ pH của nước vôi cho cả nhà lúc mà cả nhà đi ủ ủ, ủ, ủ rơm rồi nha, cả nhà cả nhà xé cái tờ màu vàng này nè đó, cả nhà nhúng vô nước vôi nó tầm 7 hoặc 8 là được nha mờ quá cả nhà vâng Phương xin lỗi nhúng vô nước vôi nhúng vô nước vôi là tầm 12 13 nha cả nhà nha còn lúc mà cả nhà đem đi ủ tơ đó, là 7 hoặc 8 nha độ đồ pH đó rất là quan trọng nha cả nhà nha Đấy, rồi tới uh, cái đồng hồ đó nhiệt chạy của đoạn của trại, rồi Phương cũng lưu ý về cái đồng hồ này luôn đó cả nhà mua ở đâu cũng được Phương không ép cả nhà phải mua bên Phương đó cả nhà đó phương không ép cả nhà phải mua anh phương nhưng cả nhà lưu ý là cả nhà mua chỗ nào cho nó uy tín một xíu đó tại vì sao vì trên thị trường nó rất là nhiều loại đó cả nhà mua mà chúng lợi dởm á đó cả nhà mua chúng lợi dởm cả nhà treo trong nhà nấm thì cả nhà biết rồi nhà nấm nó độ ẩm nó rất là cao và độ ẩm nó với nhiệt độ rất là quan trọng của nhưng mà nó không đủ độ ẩm ừ, cả nhà là nó chạy tùm bậy á là cái, cái như mẹ nóng nó bỏ luôn nha cả nhà nha rồi cả nhà nhiệt độ rất là độ ẩm nó rất là quan trọng nha cả nhà nha cả nhà mà cứ làm theo quy trình đủ kinh nghiệm đủ dụng cụ là phương đảm bảo cả nhà thành công đến 99% nha cả nhà nha. cái vòng lớn là nhiệt độ còn cái đồng nhỏ đây là độ ẩm độ ẩm nha. Đó. cái đồng hồ này có tác dụng là kiểm soát được cái nhiệt ở trong trại cả nhà để để cả nhà tăng hạt kịp thời cho cái nấm nó phát triển theo từng giai đoạn nha. Đó. không có cái đồng hồ này là cả nhà không biết được cái nhiệt trại bao nhiêu là cả nhà à, lạnh quá thì nấm cũng chết mà nóng quá nấm cũng chết nha cả nhà nha. cái đồng hồ này rồi Phương uh, giới thiệu các sản phẩm của anh Phương vậy thôi. Rồi, Phương chào cả nhà nha. Chúc cả nhà mình thật là nhiều khỏe. Rồi, Đầu tiên là cho Phương xin phép chào cả nhà nha. Cả nhà, ai mà làm uh, nấm rơm mà uh, bị thất bại, ai mà làm nó không lên được như ý, không lên được như này thì cả nhà uh, liên hệ cho Phương để Phương tư vấn uh, kỹ thuật từ A tới Z luôn nha và bán dụng cụ từ A tới Z luôn. Đó, Phương bán tất cả các dụng cụ, mèo, Đó cả nhà lên rất là nhiều luôn nha cả nhà <laughs> ai đặt hàng xin liên hệ tới số 0374740446 hoặc là cả, lấy cái số đó các bạn giao lô với phương nha đó, để phương hướng dẫn kỹ thuật để cho cả nhà làm nấm rơm nó được như vậy nha cả nhà nha có thậm chí có thể hơn luôn nha cả nhà nha đấy cả nhà lên rất là nhiều luôn nha cả nhà đây rất là sai luôn nha. Đó, Phương bán đủ, đủ dụng cụ hết nha cả nhà nha. Mèo nè, nhiệt kế đo mô nè, cái đồng hồ đo nhiệt chạy của đoạn của chạy và cái dinh dưỡng và cái nhiệt và cái giấy quy tím đo độ pH của nước vôi nha cả nhà nha. Đó, cả nhà đủ dụng cụ, đủ đủ dụng cụ, đủ cái bộ dụng cụ, đủ mèo là cả nhà sẽ làm được như vậy thôi cả nhà nha. Mèo tốt là sẽ với dụng cụ tốt là cả nhà sẽ làm được như vậy thôi. Có khi là hơn luôn nha cả nhà nha. Đó, cả nhà rất là dễ làm luôn nha cả nhà nha các nhà lên rất là đều và sai nha cả nhà. Đấy. nếu cả nhà muốn làm thành công thì không thể thiếu uh, các dụng cụ sau đây nha cả nhà nha. còn cái các dụng cụ hoặc là cái gì là cuối uh, sau video này là phương sẽ để bên ngoài sau nha cả nhà nha. Đó, trước tiên là cho phương cho cả nhà xem cái cái thành quả trước đã. Đó cả nhà, rất là lên rất là nhiều luôn nha cả nhà. rồi còn phần <laughs> cuối video cần những gì là phương sẽ nói ra lúc sau nha cả nhà nha. À, muốn lên muốn làm nóng mà nó lên được nhiều như vậy thì cả nhà sẽ cần những thứ gì thứ gì và làm như thế nào Ở phương cung cấp từ A tới Z và tư vấn kỹ thuật từ A tới Z luôn nha Đó. Cả nhà cứ nhắc máy trực tiếp alo trực tiếp cho phương là cả nhà sẽ làm được như vậy thôi cả nhà nha Ở nhà lên thấy rất là nhiều luôn nha cả nhà nha